Dạ vâng, xin chào tất cả các bạn. Tiếp tục trong cái buổi ngày hôm nay thì mình có một video nữa muốn chia sẻ với các bạn, đó chính là về chiếc camera Joyosity. Thì như những cái video lần trước thì mình có đăng về những cái lỗi bảo mật hoặc là những cái thông tin về camera Joyosity. Thì có một số bạn khi đã mua về thì vẫn đang muốn sử dụng và đã hỏi mình là cái thẻ nào thì nó sẽ tích hợp với cái camera Joyosity này, và cái thẻ nào thì camera Joyosity nó không nhận. Thì lý do vì sao các bạn lại hỏi như vậy thì mình cũng biết cái vấn đề này, đó chính là nhiều khi các bạn mua thẻ nhớ về, những cái thẻ nhớ mà không chất lượng, mà nó không có tên tuổi, những cái hàng kém chất lượng thì về camera nó sẽ không nhận, thì tiền mất tật mang. Thì các bạn cũng đã hỏi mình là tư vấn cái camera nào để các bạn có thể lắp về camera Joyosity này. Thì để mình giới thiệu qua một chút, thì đây chính là con camera Joyosity 3 dâu. Nói là 3 dâu nhưng mà nó chỉ có một cái dâu thật đấy các bạn nhá. Còn đâu thì nó là hai dâu giả, hai dâu chỉ trưng bày thôi. Đằng sau nó thì các bạn nhìn thấy thì ở phía dưới đây nó có là một cái dây cắm nguồn. Ở phía giữa nó chính là cái khe cắm thẻ nhớ. Và tiếp tục ở dưới bên cạnh bên nữa chính là cái cổng cắm mạng LAN. Ở dưới đáy của nó thì nó có một cái nút reset ở đây. Khi các bạn muốn reset thì các bạn ấn vào đây. Còn đây chính là cái phần ốc cố định. Đây chính là cái phần loa đàm thoại. Mic thu đàm thoại hai chiều. Đây chính là các mắt LED. Cảm biến. Các cảm biến ánh sáng. Còn đây chính là cái mắt cam, và đây là tiêu cự chỉnh. Để chỉnh cái khi mà các bạn bị mờ thì các bạn có thể chỉnh cái tiêu cự này cũng được. Rồi thì ngay bây giờ thì mình và các bạn chúng ta sẽ cùng nhau truy cập vào cái hệ thống camera này. Thì như các bạn đã biết thì đây chính là cái cam mà mình đang ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ ấn vào phần cài đặt ở phía bên góc tay phải. Sau khi chúng ta vào phần cài đặt như này thì chúng ta sẽ vào phần thiết lập ghi hình. Thiết bị của bạn chưa lắp thẻ nhớ thì đây chính là nó đã hiển thị các bạn là cái thông báo rằng là cái thiết bị của chúng ta chưa được lắp thẻ nhớ. Bây giờ thì mình sẽ lắp thử một cái thẻ nhớ trên tay mình. Đây chính là hai cái thẻ nhớ, một là thẻ nhớ SanDisk Ultra 16 GB và đây là một thẻ micro SD 4 GB. Thì bây giờ mình sẽ lắp thử cái thẻ đen này xem mắt cam của chúng ta có hoạt động hay không. Rồi, mình đã lắp cái thẻ nhớ đen và bây giờ mình sẽ vào thiết lập ghi hình. Thì đây, cái rất may rằng là cái thẻ này nó đã nhận. Có một số loại thẻ mà các bạn khi mua mà nó có giá khoảng 20-30 nghìn, ví dụ như mà nó không phải là loại thẻ này. Nó có rất nhiều loại, có những loại nó ghi là chan, có những loại rẻ tiền đấy, có 20-30 nghìn, 2-3 GB ấy, thì nó không có những ký hiệu sắc nét như này đâu. Thì các bạn có thể lựa mua những cái thẻ ví dụ micro SDHC này cũng được này, cũng khá là tốt, hoặc là SanDisk Ultra 16 GB thì cam của chúng ta thì sẽ nhận. Hoặc là các bạn có thể sử dụng những cái thẻ nhớ mà bên bán hàng họ cung cấp cho chúng ta, quà tặng đính kèm thì các bạn cũng có thể sử dụng, thì cam nó cũng sẽ lưu được. Thì trên đây là mình vừa thử cho các bạn cái xem là cái camera Joyosity này nó sẽ nhận những thẻ nhớ nào, và những có một số cái loại thẻ nhớ mà nó sẽ không nhận, đó là những thẻ nhớ kém chất lượng. Thì cái video của mình hướng dẫn các bạn cách lựa chọn những cái thẻ nhớ dành cho cái camera của chúng ta đến đây là hết. Rất vui khi được gặp lại các bạn trong những video lần sau.
Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc gì về những cái vấn đề về thẻ nhớ hoặc cái thời gian lưu camera này thì các bạn hãy comment bên dưới để mình sẽ cùng các bạn giải đáp và mình sẽ gửi các bạn trong video sớm nhất trong lần sau. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.